cả anh chị đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì hôm nay Bảo lại tiếp tục đó soạn ra một ít mẫu hàng giảm giá cho anh chị cô chú mình xem buổi trưa nha. Đó, đi làm về mệt, anh chị nào á mà thích hàng giảm giá có thể là thấy mừng quá đặt luôn. Rồi đầu tiên thì Bảo giới thiệu trưa ngày hôm nay chứ. Đó, chắc khoảng chục món đấy anh chị ạ. Đó, anh chị nào mua món nào thì nhiều máy á, thì Bảo vẫn có rất là nhiều nha. Nhưng mà Bảo chỉ có bán 1-2 cây thôi, làm chương trình cho anh chị cô chú mình mua thôi nha. Đó, nhiều món này bán nhiều thì Bảo lại không có lời anh chị nha. Rồi đầu tiên Bảo lên quạt pin 3 cấp số anh chị nha. Lồng quạt là 20 anh chị ạ. Mẫu này á là anh chị nào có cục sạc là mình xài luôn. Rồi 3 số đầy đủ, có cắm sẵn luôn, có hẳn dây cấp sạc luôn mà chưa có cục sạc nha. Anh chị mình cắm vào cục sạc điện thoại ở nhà là được rồi. Đó, 200 đúng không? Rồi trưa ngày hôm nay Bảo tính một cái thôi, 140 đi. Đó, cho nó đi luôn. Đó, anh chị nào mà thích quạt pin nè, thương hiệu Parkson anh chị nha. Đó, mẫu đầu tiên là thấy mức giá là thơm thơm rồi đấy. Rồi tiếp tục thùng đồ nghề anh chị ạ. Mẫu này là tốt nhất của hãng LS anh chị nha. Mẫu này là anh chị thấy là 20 in nha, tức là dài á là 44, ngang là 20, cao 22 á, cao 20, ngang 22. Rồi mẫu này Bảo review quá trời rồi. Mẫu cao cấp, nhựa cao cấp luôn. Rồi 350.000. Anh chị nào mua Bảo tính 209 nha. Đó anh chị nha, cho nó nhanh luôn. Đó, mẫu này là quai kim loại, xung quanh là kim loại hết để anh chị mình xài. Rồi tiếp tục Bảo còn một cái cuối cùng. Đó, anh chị cô chú nào mua cái này thì bao giá trên thị trường luôn. Đó, nồi chiên không dầu anh chị nha, hàng nội địa nha. Bảo bán là 900 á, là anh chị biết rồi. Trưa ngày hôm nay một con cuối cùng, dung tích là 10 lít anh chị nha. Bỏ gà này, đồ nướng không dầu là anh chị mình á hạn chế mỡ này kia. Đó, giảm cân xài luôn. Đó, có hai chức năng anh chị nha, hẹn giờ nè, tắt nhiệt thì từ 0 đến là 200 độ C luôn. Nhiều chức năng nấu lắm. Đó, Bảo tính 650 nha. 900.000 giảm một cái 650.000 là có một món rồi anh chị à. Rồi Bảo bỏ qua đây luôn nha. Rồi tiếp tục. Đó, lục giác nhật anh chị ơi. Đó, mẫu Capaci nè. Bộ này là 150 thì Bảo tính 130, có chống trơn trượt anh chị nha. Rồi thôi hôm nay tính 120 luôn đi, cho nó nhanh anh chị à. Đó, anh chị nào nhanh tay thì vào lấy hàng thôi. Rồi lục giác bông, à cũng có anh chị nha. Mẫu này là Bảo quên lấy lục giác bông anh chị nha, cũng 120 luôn. Đây là lục giác 6 cạnh nha. Rồi tiếp tục, máy cắt gạch gỗ đa năng, lưỡi 110mm. Đó, 1250W. Rồi Bảo tính anh chị mình á, 650 đúng không, 500 đi. Đó, 500.000 chưa bao gồm lưỡi anh chị nha. Rồi tiếp tục nha. Đó, anh chị nào á ép bao bì không, bán hàng này anh chị mình á, xài là chiều dài á là 220 anh chị nha. Rồi mình ép bao bì này, đó ép những cái vật dụng bán đồ ăn á là mình hàng nhiệt luôn, cho nó bao bì nó dính lại đó để chống xì này kia, nước này kia. Đó, đặc biệt là bán cơm cần lắm. Đó, mình tăng giảm nhiệt độ từ 1 đến 8 anh chị nha. Đó, mẫu này thì quá tuyệt vời, xài điện 220 luôn. Rồi 250.000 nha. Đó, anh chị nào mua thì lấy một cái về xài thôi. Rồi tiếp tục, Bảo có con máy mài Martin anh chị nha, 950W tay dài luôn. Rồi 480 giờ 370 thôi. Đó, tay dài, công suất là 950W, tay dài, màu khá đẹp nha. Đó, hàng thanh lý là giá phải nói là cực kỳ tốt cho buổi trưa ngày hôm nay. Rồi máy kho nhiệt Maytan đây anh chị ạ. Rồi anh chị nào mua thì giá cũng có thể nói là tốt nhất quả đất luôn, hai cấp số này. Rồi 250.000 là có một con máy kho 2000W, 550 độ C anh chị nhá. Không, đó máy mài của Hukan trưa ngày hôm nay cũng có giá tốt luôn. Đó, mã máy là K14 nha. Rồi mẫu này là công tắc đuôi, mức giá là 390 nha anh chị nha. Công tắc đuôi, công suất là 800W anh chị ạ. Đó, tiếp tục máy rửa xe 3000W. Đó, dây đồng của hãng Osaka anh chị nhá.
mẫu này là máy lớn lắm. Đó, có một con cuối cùng. Đó, anh chị nào mua thì mức giá quá tuyệt vời cho buổi trưa ngày hôm nay luôn. Rồi 3000W này, dây đầy đủ, súng lớn luôn, nguyên thùng. Rồi mức giá là 1.350.000 anh chị nha. 3000W mà 1.350.000 là anh chị kiếm không ra đâu. Đó, thay cục pin. Rồi tiếp tục, máy khoan 10 ly anh chị nha. Bắn vít nè, lợp tôn này kia là anh chị mua cho Bảo con máy Drama này. Rồi công suất 450W, giá thành nó chỉ có là 250 nha. Đó, 250 có một con, đảo chiều tới lui đầy đủ cho anh chị mình xài luôn. Và nếu anh chị nào á thích 13mm thì anh chị lên cho Bảo con BTS này. Đó, mẫu cổ nhôm này chất lượng lắm. Đó, 13mm, hai chức năng. Rồi cây này 700 giờ còn có 500 thôi. Đó, cho nó nhanh. Đó, còn một cây thôi nha. Anh chị nào á chốt trước sẽ có nha, còn chốt sau thì hết rồi. Rồi tiếp tục, máy mài nè, có chỉnh tốc đến từ hãng Mai Tan luôn. Rồi đầy đủ hộp như này. Anh chị nào mua thì công suất là 850W. Rồi mức giá Bảo tính cho anh chị cô chú mình là 390 nha. Đó, 390, có một con chỉnh tốc 6 số ở đây luôn. Rồi máy đầm dùi anh chị à. Đầm dùi nè. Đó, tay cầm là bằng nhựa anh chị nha, còn cái thân là hợp kim nè. Đó, anh chị nào mua thì máy dây đồng rồi, dây như này. Rồi 850.000 anh chị nhá. Đó, anh chị nào á mua 790 thôi. Đó, cho anh chị mình xài luôn. Rồi tiếp tục, lên máy á, lớn 3 chức năng anh chị nhá. Đó, Bảo lên cho anh chị con máy á chuyển đa năng luôn. Mẫu này là hai đầu khoan anh chị à. Đó, anh chị nào thích đầu 13mm thì anh chị tháo ra cài vào nha anh chị nha. Đó, đa năng 1.250.000 đấy anh chị à. Đó, mẫu này là đi kèm combo mũi này. Đó, hai đầu sơ cua. Rồi ba chức năng, nút đỏ anh chị nha. Rồi bây giờ anh chị nào mua là 1.090.000. Đó, 1.090.000 nha. Rồi tiếp theo, máy hàng anh chị ơi, Wintech này, thương hiệu Đức nha. Đó, anh chị nào mua thì mã máy là 220 Plus nha. Đó, con này là 1.450.000. Rồi trưa ngày hôm nay anh chị nào mua Bảo tính cho anh chị mình á 1.250.000 thôi. Có đồng hồ là chống giật đầy đủ hết luôn, hàng điện yếu nha. Đó, đồng hồ chỉnh như này, dây hàng là 2m 3m anh chị à. Rồi Bảo xem còn món gì nữa không. Đó, anh chị nào mua thì lấy cho Bảo con khoan pin này luôn nha. Đó, Akuya. Rồi 1.950.000 anh chị nào mua trưa ngày hôm nay là Bảo tính 1.590.000 nha. Đó, anh chị nào mua là ba chức năng này, đầu lốc nè, bê tông này, búa đầy đủ, đặc biệt là hai quả pin 15C anh chị nha. Có báo pin luôn, dòng xả cực kỳ cao nha. Đó, mình xài cho máy mài được luôn, pin phổ thông, chính hãng Akuya luôn. Mã máy là K1 anh chị nha. Và cuối cùng là bắn cốt Akuya QO anh chị nhá. Đó, mẫu này Bảo bán nhiều lắm, thùng lớn nè. Đó, Akuya là một thương hiệu rất là chất lượng nha. Đó, nói về bán đồ pin thì quá nổi tiếng luôn. Đó, anh chị nào mua thì đi kèm bên trong là anh chị có hai chương trình như sau. Anh chị nào mà lấy hai quả pin mức giá là 650, còn nếu một pin với một sạc với một hộp là 590 nha. Bóng led này, 5 tia xanh luôn. Đó, anh chị thấy là bóng là sáng rực rỡ lắm nha. Đó, cực kỳ sáng đẹp luôn. Rồi bảo hành 1 năm. Rồi trưa ngày hôm nay Bảo cập nhật khoảng hơn chục món giảm giá. Anh chị cô chú nào cần món nào thì liên hệ chốt ngay. Có nhiều món thì Bảo giảm đúng một cây thôi nha. Rồi Bảo xin kết thúc buổi review trưa ngày hôm nay về hàng giảm giá. Nếu anh chị nào á mà chưa mua được thì mình đăng ký kênh để video tiếp theo mình đặt tiếp tục nha. Rồi Bảo xin kết thúc video tại đây. Chuẩn bị hát.